Ngày 11 tháng 12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ thanh niên trốn lệnh truy nã trong một thời gian vì có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè. Theo điều tra ban đầu, Đỗ Hoài Hận, 38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28 tháng 7 năm 2019 tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hận. Sau khi có quyết định truy nã, Cảnh sát điều tra đã nhiều lần vận động gia đình đưa Hận ra đầu thú, đồng thời truy bắt Hận nhưng không có kết quả do Hận lúc ẩn lúc hiện và che giấu tung tích rất kỹ. Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Hận đã tiếp tục có hành vi vay tiền đòi nợ của nhiều người dân trên địa bàn huyện Cái Bè. Đến ngày 7 tháng 12 năm 2021, mẹ ruột của Hận qua đời và nguồn tin người nhà cho biết Hận có mặt ở nhà để phục vụ đám tang. Ngày 9 tháng 12, phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè đến để tiến hành làm việc đại diện gia đình để động viên Hận ra đầu thú. Tuy nhiên, gia đình cho biết Hận không có về nhà, không hợp tác với cơ quan công an và có hành vi chống đối, cản trở không cho lực lượng công an vào nhà để kiểm tra. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát phát hiện Hận đang lẩn trốn trong phòng ngủ của vợ chồng Hận. Vị trí mà Hận trốn là một hầm bằng thùng phi nhựa được đặt âm sâu dưới nền gạch của sàn nhà. Miệng hầm có một tấm gạch để che lại. Phía trên, Hận sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm và cho vợ và con nằm ngủ để ngụy trang. Sau khi phát hiện Hận có biểu hiện chống đối, la hét, cảnh sát đã bắt giữ Hận để phục vụ công tác điều tra.